Rồi bây giờ là trận đấu tâm điểm của bảng K, trận đấu cuối cùng cũng là trận đấu tìm ra chiếc vé dành cho cái tên đi tiếp của bảng K vào top 16 giữa Lạc VV là Yến Phụng, nổi danh một thời của server Bạch Hổ. Rồi bên tay trái của mình là S1 Nhẫn nha mọi người, boss Thiên Long của server Huyền Tố. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị hồi hộp chờ đợi cái trận đấu này diễn ra rồi. Bây giờ là rất là nhiều bạn đang cổ vũ cho hai tuyển thủ luôn. Không biết là ai được đi tiếp đây. AD cũng rất là hồi hộp nha mọi người. Ừ, Yến Phụng ra Lạc VV đó. Rồi chuẩn bị nha mọi người ơi. Hồi hộp quá. Rồi trận đây là hiệu lệnh của trận đấu S1 Nhẫn và Lạc VV bắt đầu rồi mọi người ạ. À, cả hai đều đã tàn hình rồi. Lạc VV đã ngay nhược, S1 Nhẫn thì vẫn chưa có tung chiêu thức nào ra cả. Ui, S1 Nhẫn đã mất cái lò xo rồi nha mọi người, nhưng mà Lạc VV đã mít cái rồi một cái hiệu ứng tê liệt. Không biết là của trùng gì đây, không có thấy giảm. Có thể là hiệu ứng bàn cổ. Wow, máu của tụt Lạc VV tụt rất là nhanh luôn mọi người ạ. Nhưng mà đã tỉnh rồi, Lạc VV đã tỉnh rồi. Chắc là một hiệu ứng của tê liệt bình thường thôi. Bây giờ đến phiên S1 Nhẫn bị dính trùng rồi mọi người ạ. Máu của S1 Nhẫn cũng tụt rất là nhanh luôn. Đây, bây giờ Lạc VV bắt đầu xả sát thương. Lạc VV là Nga Mi Dam nên là Dam to lắm. Để xem là có tỉnh được không đây. Đã tỉnh rồi mọi người ạ. À, nhưng mà Lạc VV đã bút full máu rồi, rất là hồi hộp luôn. Lại dính thêm một hai cái trùng nữa rồi. Có vẻ như chúng ta đã có được kết quả của trận này rồi đó mọi người ơi. Tại vì mấy cái trùng này khó là tỉnh lắm. Vẫn còn một cái chân liên à. Rồi như vậy là xin chúc mừng Lạc VV đã giành chiến thắng trong trận đấu này và cũng là tuyển thủ được đi tiếp trong bảng K. Đại diện thứ 3 của Thiên Thu Điện xin chúc mừng Lạc VV nha, 9 điểm. Còn S1 6 điểm, Mimi 3 điểm, Hoa Vinh chưa có điểm. Ok.